Em chào tất cả các bác đến với kênh Cây Giống Của Ba Miền các bác nhé. Thì hôm nay thì theo rất là nhiều cái yêu cầu của khách hàng muốn em lên để giới thiệu tất cả các bác về những cái dòng phong lá đỏ. Thì ngày hôm trước thì em cũng có giới thiệu tất cả các bác về những cái cây phong lá đỏ mà hàng cây to các bác nhé, cây lâu năm, đường kính nó khoảng tầm từ 15 đến 20 phân cơ. Thì những cây đấy thì giá thành thì nó cũng khá là cao, chính vì thế là rất là ít các bác khách hàng có thể là tiếp cận được. Rất cũng có một vài khách các bác nhé, các bác cũng trồng rất là nhiều những cái dòng to đấy, các bác trồng ở biệt thự nhà mình này, hoặc là các bác trồng ở quán cà phê nhà bác. Thì nhưng mà rất là nhiều khách hàng muốn hỏi em về dòng cây nhỏ và những dòng cây nhỡ. Thì hôm nay thì nhà em cũng về được một lô hàng cây nhỡ các bác nhé. Hàng này thì nhà em có khách đặt để trồng công trình từ cuối năm ngoái rồi. Tuy nhiên thì nó tắc biên được khoảng tầm 6 tháng nay rồi. Thì hôm nay hàng mới về được. Thì hôm nay thì em lên đây để giới thiệu các bác cụ thể về cái kích thước cây cũng như là cách mà các bác chăm sóc, cũng như là cái giá bán các bác nhé. Thì để bác nào mà quan tâm thì có thể là liên hệ trực tiếp với em. Thì em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Thì em xin giới thiệu tất cả các bác. Hôm nay thì rất là nhiều khách hàng hỏi em về dòng cây giống này. Cây giống thì em có lên video để giới thiệu cho các bác rồi. Và nhiều bác muốn trồng những cái cây phong mà nó to hơn một chút, để các bác trồng ở quanh khuôn viên nhà này, hoặc là các bác trồng ở công trình ở quê mình hoặc là công viên. Thì hôm nay thì em lên đây để giới thiệu các bác về cái dòng phong lá đỏ mà hàng công trình, mà cái loại cây nhỡ các bác nhé. Về chiều cao cây thì nó sẽ dao động từ khoảng 1m6, 1m7 đến 2m. Nếu mà tính cả vuốt ngọn thì sẽ là 2m các bác nhé. Còn về đường kinh gốc thì sẽ là 3 phân. Thì hôm nay thì em về được 3.000 cây cho anh khách trồng công trình ở phía Lâm Đồng, anh trồng khu sinh thái. Đó, hàng về rất là nhiều. Thì lên đây giới thiệu luôn cho các bác. Mức giá rất là rẻ cho các bác nhé. Vì nhà em là nhập được số lượng lớn và không qua đầu xỉ nào cả, chính vì thế là sẽ mang đến cái giá tốt nhất cho các bác. Đó, chuẩn dòng phong lá đỏ các bác nhé. Đối với dòng phong lá đỏ này thì mới đầu khi mà nó ra lá non thì nó sẽ có một màu xanh các bác nhé. Dần dần nó sẽ ngả sang màu đỏ và về quấy nó sẽ chuyển sang màu tím. Chính vì thế là nhiều bác thắc mắc với em. Đây em quay cho các bác xem. Dòng phong lá đỏ này màu lá nó biến đổi liên tục. Chính vì thế nó tạo nên cái vẻ rất là khác, cho nên rất là được ưa chuộng khi mà trồng công trình các bác nhé. Nó rất là đẹp. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Những cái lá mà nó ở cái độ tuổi vừa phải thì nó sẽ có màu đỏ. Đỏ rực nhìn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Hàng này thì em cam kết các bác là sống 100%, bởi vì dòng phong lá đỏ này nó chịu hạn rất là tốt và cây rất là khỏe. Năm ngoái thì em cũng giao một nô lên Lâm Đồng thì về tới Việt Nam nó cũng xuống hết lá. Hàng này chuyển về Việt Nam thì chắc chắn sẽ xuống hết lá các bác nhé. Lá sẽ không thể giữ được. Và dần dần nó sẽ là mọc mầm non thôi, các bác trồng xuống thì nó sẽ lên mầm thôi. Nó giống như cây công trình của Việt Nam thôi, rất là khỏe. Đối với những cây to hẳn thì đường kính khoảng 30-40 phân thì em mới phải dâm mủ. Còn những cây hàng này vừa vừa này thì em chỉ cần đánh bầu 15 thôi các bác nhé, là có thể vận chuyển về được rồi. Hàng này thì rất là lâu rồi, anh khách đặt em từ cuối năm ngoái. Thì vừa rồi bắt đầu với thông biên thì hàng mới về được các bác nhé. Hơn 6 tháng trôi qua rồi. Một con số thời gian rất là lâu. Khách cũng trục rất là nhiều các bác nhá, nhưng hàng không thể về được bởi vì biên cấm. Đây các bác này, khi mà lá nó già sẽ có màu tím như này này. Còn em sẽ tìm cho các bác một cái lá mà khi nó ở cái lượng lứa vừa phải, thời gian vừa phải thì sẽ có màu đỏ chót luôn. Đây các bác ơi. Đó. Đây này. Lá màu đỏ chót này các bác này. Đó là cái thời điểm vừa phải của nó. Đó. Cây thì rất là đẹp các bác nhá. Rất là đều, lượng cây cực kỳ đều luôn. Thì bác khách nào mà quan tâm mà trồng công trình về dòng phong lá đỏ này thì có thể liên hệ với em nhé. Rất là nhiều khách của em cũng dùng cây phong lá đỏ này để trồng ở quán cà phê này, khuôn viên quán cà phê. Nó rất là phù hợp thôi, nhìn rất là chill các bác nhé. Bởi vì Việt Nam thì bây giờ những quán cà phê thì cần phải tạo nên cái sự độc và lạ ấy các bác. Các bác trồng cái dòng phong này thì sẽ thu hút được khách hàng đến check in rất là nhiều. Lượng khách nó cũng sẽ tăng rất là nhiều các bác nhé. Dòng này thì rất là rẻ, giá cực kỳ rẻ thôi các bác nhé. Nó không cao như những cái dòng to hẳn. Đó, hàng về cả bên kia đấy các bác nhé, rất là nhiều. Đó, cây đều nhau các bác nhé, gốc đều được 3 phân, 3 phân rưỡi. Chiều cao 1m8, 2m. Đó, thì bác nào mà quan tâm về dòng phong lá đỏ này thì có thể là liên hệ trực tiếp với em nhé. Em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác về kích thước này, quy cách các bác trồng này, giá bán các bác nhé.
Đó, hàng rất là đẹp. Đây các bác này, lá đây. Lá này các bác nhìn thấy sẽ màu đỏ. Nhìn sẽ rất là rõ các bác nhé. Đó, đây là màu lá mà các bác nhìn rất là rõ. Đó, thì bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác. Bây giờ em xin tạm dừng việc tại đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng. Em chào tất cả mọi người.